Yo anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta solo với Heli. Chắc anh em cũng nhiều anh em mong muốn mình ra một cái clip để solo với con Heli cho anh em coi. Thì ngày hôm nay mình sẽ solo với con Heli. Con Heli hiện tại nó đang ở tanh anh em ạ. Mình muốn đứng ở trên đây mình dụ nó về nhà quá, mà chắc không tới anh em ơi. X4 mà không tới, này phải chắc có X8 thì may ra tới. Được rồi, thì mình sẽ xuống mình bắn Heli ở trong khu tanh cho anh em coi cách để bắn Heli khi mà chúng ta gọi là ở trong khu á, thì cách bắn kiểu gì. Thì nếu anh em nào muốn bắn dễ thì chúng ta cứ cầm súng AR với lại thêm một cái X4 nha anh em. Nếu anh em có X4 thì chúng ta bắn nó dễ hơn. Còn nếu mà anh em không có X4 thì chúng ta có thể bắn bằng Z-Dot. Thì ngày hôm nay mình sẽ bắn với lại cây M4X4 anh em. Đó. Việc đầu tiên thì chúng ta cứ bắn nhấp nhấp 1-2 viên á, rồi anh em chạy ra khỏi khu nha anh em. Chạy hẳn xa xa ra gần về nhà cũng được, hoặc là chạy đi khu nào cũng được anh em. Đó. Chứ anh em đừng có bắn ở trong khu nhé. Anh em mà đứng ở trong khu tanh mà anh em bắn luôn ấy thì nó sẽ bị kiểu như là con Heli nó cứ quay đầu lại và nó vả chúng ta liên tục ấy. Sau đó anh em xây một cái móng như mình này. Anh em xây một cái móng đơn vậy thôi, xong anh em đứng dưới cũng được, hoặc là không cần phải cao đâu. Anh em nào xây tốt không cần cao đâu. Đó. Nó tới các anh em. Khi mà anh em thấy nó quay đầu ấy, chúng ta xấy này. Đó, kể cả khi mà chúng ta bắn cơ lan cũng vậy. Chứ anh em đừng nghĩ là bắn cơ lan thì nó sẽ dễ hơn là bắn một người, bắn solo. Bắn cơ lan ấy nó rất là khó nha anh em. Ví dụ như anh em bắn cơ lan ấy, chúng ta phải có một người gọi là để cho Heli này nó ghim tâm ấy, nó bắn ấy. Đó, ví dụ như mình ghim tâm chẳng hạn, mình hô thì anh em mới bắn. Đó, cho những anh em nào mà chơi cờ lan muốn bắn Heli kiểu phụ giúp bạn bè ấy. Chứ anh em mà ví dụ như mình bắn xong anh em cùng bắn, xong rồi có Heli nó bắn từ mình, xong rồi nó lại chuyển sang anh em, xong cái lại chuyển về mình, trời ơi, nó vậy là anh em chết như rơm luôn. Không thể nào mà bắn Heli tập thể như vậy được đâu. Đó, anh em bắn phải có một người, ví dụ như là chúng ta phải có mic, ví dụ như là mình hô, ví dụ như mình bắn này, xong mình nào ra mình bắn, xong mình hô là mình bắn, xong anh em bắn xong cái là mình thôi, cái mình bảo thôi là thôi hết luôn, không ai bắn nữa. Đấy, như này mình bảo thôi cái là tất cả dừng luôn. Chứ nếu không là con Heli này nó đang ghim tâm mình, xong nó nhảy sang ghim tâm anh em là bắn lâu lắm, bắn lâu mà anh em còn bị dính dốc kép nữa cơ. Nó rất là khó. Nên là đây thì ở đây thì mình thôi mình solo cho nó dễ anh em ạ. Đó. Anh em cứ đứng khi là anh em thấy nó quay đầu ấy, chúng ta sấy. Rất là easy luôn. Đây là do mình cũng bắn nó kiểu lì quá, thế là bị ăn mấy viên vào người rồi anh em ạ. Với lại dính cái nút nhảy ấy, cái nút nhảy của mình gần cái nút đập đạn nữa, hay bị nhảy lên. Thì ở trong server chính anh em, con Heli với con tanh ấy là hai cái con mà nó có thể hồi máu nha anh em. Nên là anh em bắn rất là cẩn thận nha. Chúng ta khi mà chúng ta bắn Heli hay là bắn tanh ấy, anh em nên cầm số lượng đạn nhiều để chúng ta căn đủ máu khi mà nó nổ ấy. Nếu như mà anh em bắn mà nó không đủ lượng máu, không đủ lượng đạn ấy, anh em chỉ cần về nhà anh em ngồi anh em chế đạn thôi là con Heli nó đã hồi máu rồi. Hoặc là con tanh cũng vậy, nó đã hồi máu luôn rồi. Chứ không cần phải là... Đấy, nói chung là anh em chỉ cần chết một cái thôi mà không ai giữ máu nó ấy, là nó lại hồi máu rồi. Ví dụ như bây giờ mình bắn mà nổ xịt khói đi, cái mà mình bị con Heli bắn chết, sau này mình lên mình lấy lại súng mình xuống là con Heli nó lại hết xịt khói luôn anh em ạ. Rất là khổ nha anh em. Nên là chúng ta bắn con Heli hay là bắn con tanh chúng ta phải cẩn thận. Bắn nếu mà anh em mà chơi mà đông đông ấy thì anh em cứ gọi bạn bè vô kiểu giữ chân máu hay giữ máu lại ấy. Ví dụ như chúng ta mà có chết thì kêu bạn bè đừng bắn nhấp cho nó giữ máu thôi. Đó, chúng ta xuống chúng ta bắn tiếp. Đó. Bắn con Heli này thì nó cũng khá đơn giản, nếu mà mình tính không nhầm thì nó rơi vô tầm 700 800 viên đạn gì đấy. Nên là chúng ta bắn nó cứ tèn vậy là nó tự nổ à. Còn nhiều anh em hỏi tại sao là mình không xây tháp lên hay là sao, nó không cần phải cầu kỳ đâu anh em ạ. Đấy, nó xịt khói rồi các anh em ơi. Còn bắn Heli nó rất là dễ luôn, không cần phải cầu kỳ đến mức mà xây tháp rồi xây cái gì. Có nhiều ông xây cả bệ bắn Heli rồi các kiểu ấy. Cái đấy chỉ là anh em muốn cho nó gần hơn ấy thì anh em mới xây như thế thôi. Với lại ấy, anh em xây như thế rất là khó bắn. Tại mình bắn nhiều ấy thì mình thấy nó bắn như thế nó rất là khó bắn. Anh em càng đơn giản nó càng dễ. Anh em cứ xây cái móng lên, tại vì nhiều khi dính dốc két ấy. Con Heli này có dốc két nó bắn ra nó cũng khá là thốn. Mà anh em xây cái tường với lại cái mái ấy, đôi khi nó không chặn được dốc két. Nên là chúng ta kiểu là
bắn bằng móng ấy thì nó vẫn ok nhất. Mình thấy bắn bằng móng thì nó có thể chặn được rocket, chúng ta không bị chết đột kiểu đột tử ấy. Nhiều khi heli mình bắn nó lỡ một nhịp cái là heli nó vả rocket à. Đó, bị nãy giờ bị dính mấy viên rồi anh em ạ. Sắp hẹo rồi, còn có 67 tiết. Không biết có bắn được không. Nó xịt khói đấy anh em. Xịt khói mà nó lâu 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 cháy lắm anh em ạ. Con heli khó chịu lắm. Mà anh em mà để sống một cái nha là nó lại hồi máu đầy luôn ấy, có khi hồi máu đầy luôn ấy. Bữa mình bắn mà mình không chuẩn bị sẵn ấy. Ui. Mất ống ngắm rồi anh em ơi. Hết đi 4 rồi, chắc phải cầm Z dot. Cháy kìa anh em mày. Ui, nó cháy rồi, nó cháy. Ui, đây anh em thấy không? Đây là công dụng của móng này anh em. Đây là cái công dụng của móng nhá. Đấy, cho anh em nào không biết thì đây là cái công dụng của móng này. Cái móng này rất là có lợi này. Đấy, anh em thấy không? Đỡ được đạn bazooka đấy. Chứ anh em đứng trên nhà là hẹo rồi đấy. Anh em mà đứng ở trên cái mái nhà lúc như mình lúc nãy là dễ bị hẹo lắm. Tại vì là cái mái nó không đỡ nổi đâu. Cái mái nó chỉ có một lớp ấy. Bắn phát là mình kiểu mà mình dính luôn à. Đây thì anh em nào thấy. Đấy, thấy Z dot nó hơi bị khó nhá. Anh em lên chế X4 hoặc là có X8 thì chế. Chứ bắn Z dot nó khó lắm. Mình sẽ cắt bớt súng đi nha anh em. Tại vì sợ bị rớt súng ấy. Rồi, mình mới cất xong mấy khẩu súng, mình cầm thêm ít máu này anh em. Tại vì sợ có thằng nào đến KS. Tại vì khi mà heli nó nổ ấy thì nó sẽ hiện lên trên toàn map nha anh em. Nên anh em bắn heli thì nên cẩn thận nhé. Tại vì chúng ta phải như kiểu đi cướp thính vậy đấy. Nó cháy cũng khá là lâu, xong rồi kiểu gì cũng có quân địch nó kéo tới ấy. Mà khi bị kéo tới như vậy ấy, kiểu nhiều khi chúng ta không biết được, chúng ta bị úp sọt đấy. Nên là chúng ta chuẩn bị tinh thần là bem nhau anh em ạ. Tại vì cái server này thì mình bem nhau thì nó cũng chẳng còn ai anh em ạ. Còn có 1-2 thằng à. Thì chắc là mình sẽ hú mấy anh em trong clan mình vô. Để mấy anh em trong clan vô rồi sẽ phụ dai nha anh em. Cho chúng ta sẽ coi với lại dạy anh em đi dai luôn. Đây mình sẽ kê con heli này anh em. Anh em cũng đừng có lao vào cái lúc mà heli đang cháy nha anh em. Có nhiều anh em thấy mình thấy heli đang cháy bắt đầu lao đầu vào ấy. Thì khi mà lao vào như vậy ấy, thì nó sẽ chết cháy luôn nha anh em. Nó chết đột quỵ luôn chứ không phải là sống được đâu. Anh em ngồi giữ khoảng cách ở heli nó hơi xa xa ra tí. Chúng ta ngồi giữ khoảng cách cho nó gọi là an toàn ấy. Chứ anh em cũng đừng đứng gần quá. Mình sẽ đứng đây mình kê xem có thằng nào không. Có tanh con này anh em. Mà hôm nay mình sẽ không bắn tanh nữa nha anh em. Tanh này bắn thốn quá. Tanh bắn hơi lỗ. Đấy, anh em nào chơi trong server thì nếu mà chưa có súng thì có thể ăn tanh nhé. Chứ mình giờ nhiều súng quá đấy. Bắn tanh nó lỗ quá, tính ra đạn rồi thuốc súng đấy mình để đi dai ngon hơn là đi bắn tanh này. Đây, có người anh em, có người. Rồi, mình mới thấy nó luôn. Có một thằng ở đây anh em ạ. Mình vừa thấy có một thằng ở đây. Mày đâu rồi? Biết đít ra đây. Tao là Việt Nam boy. Wow. Nó đang núp bên kia anh em. Mình vừa thấy nó luôn. Mình đang kê cho nó. Đây rồi, mình thấy nó rồi. Rồi, nó mới qua bên kia. Hình như nó có bạn hay sao ấy. Đấy, mình thấy có miếng tính đi 2-3 thằng cơ. Chúng ta bắn ấy, anh em để ý anh em kê. Nhưng mà anh em quay lại đằng sau xíu. Đây. Anh em để ý bắn chúng ta nhìn xung quanh nhé. Chúng ta đừng có nhìn trung tâm qua vô quá một người ấy. Kiểu thấy thằng này rồi nhưng mà chúng ta phải nhìn xem còn thằng nào có khi. Đôi khi có thằng nào đi vòng móc đít ấy. Đôi khi có thể là quân địch sẽ mở cánh rồi này kia kia nó ấy. Đây nó đang ngồi hòn đá trước mặt đây. Ok đây ta. Đây anh em. Mình sẽ vả mồm nó luôn. Nó mà chạy trống một phát, nó đẩy láo một phát là giết luôn nha anh em. Hình như nó cũng thấy mình hay sao ấy. Thế là cứ chạy vòng. Chắc nó thấy mình rồi. Này lươn phết nhỉ. Mày đẩy láo này. Ui, nó hồi sinh hay sao anh em ơi. Ui, lag anh em ạ, lag.
Ui mẹ tưởng nó hồi sinh anh em ạ. Ui giật hết cả mình. Nó lác. Ui có x4 luôn này anh em, M4 x4 luôn này. Ngon nhỉ. Con lợn này. Heli sắp xong rồi anh em, chắc Heli cũng sắp xong rồi đấy. Heli cháy thường thường hình như là 10, ui con tanh nó bắn anh em ơi. Heli cháy hình như là 10 phút anh em, tầm vào đấy. Anh em bắn Heli ở tanh coi chừng tanh nhá. Bắn để ý một tí. Đấy có thể mình có thể kéo con Heli ra xa một tí nữa mình bắn cũng được. À xong rồi anh em ơi. Ui. Chết rồi, giờ sao ta? Nhặt anh em. Liều bắn nhiều. Chạy. Ê bạn ơi, không trúng. Ui. Ui Ronaldo. Uầy, anh em thấy không? Uầy, rồi ra về rồi, có chỗ cover rồi anh em ơi. Đẩy láo này. Ngon chưa anh em, ngon chưa? Bơm máu đó. Ui, thằng kia nó tới luôn anh em ạ. Mày này con. Ok anh em ơi. Bơm máu đó anh em ạ. Bơm máu xuống hốt đồ chúng nó. Uầy, ngon. Trời, tanh cả. Tanh của tôi bạn bắn kìa. Quất máu đó anh em. Có AK 2014. Được 1014 rồi. Tanh bắn đau đấy nhờ anh em. Uầy, thôi ta. Từ đó anh em ạ. Kê cho kỹ đó. Vứt bớt đồ linh tinh đó. Đầu lâu, dịu đá này. Vingun này, Uzi này. Khá là ngon anh em, được khá là nhiều đồ. Wow. Còn gì nữa không ta? Điện coi sát thằng kia. Kê lại phát ra anh em. Điện lại sát thằng kia đó anh em. Nhà chúng nó hình như ở bên này hay sao anh em ạ? Nó cũng ngay gần tanh có cái nhà hôm bữa nó móc đít mình. Bữa bị đang đi farm thì bị chúng nó bắn. Ui có QBZ này anh em. Ngon. Trời ơi ngon. Wow. Có QBZ. Nhà thằng hàng xóm này hôm bữa mới sập anh em, mà hôm nay nó lại xây lại. Hôm qua hôm bữa mới sập hết xong hôm nay lại xây lại anh em ạ. Ui chết mẹ rồi. Ui bị móc đít rồi anh em ơi. Cày thế nhờ. Cày quá. Đâu rồi? Để mình lấy giáp anh em. Anh em bắn anh em, kể cả có bị móc anh em cũng phải từ từ nha anh em. Lấy giáp giết đàng hoàng xong rồi chúng ta mới xuống nhá. Cất này nè. Mẹ nó. Cay thế nhỉ. Về đến cửa nhà thì còn chết anh em. Bị móc đít anh em ạ. Cay quá. Mày thằng danh con này. Đi đâu rồi. Cay thế nhỉ. Nhà nó hình như bên trên này sao anh em ạ? Thế là sao nhanh thật chứ? Cay quá anh em ạ. Bị móc đít. Cay quá. Cáu thế nhở. Mất điểm mất xuống rồi anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một vài mẫu nhà AD để anh em biết. Thì đây cái nhà AD bên đảo này anh em. Đây là một cái hoàng cung giống như cái anh em nào có coi cái video, cái livestream của mình ấy thì biết đây là một trong những cái bay hoàng cung đấy, giống như cái nhà AD, cái nhà trong bay cá nhân của mình. Thì đây là một cái nhà AD nha anh em. Nhà AD này khá là giàu. Nhà AD này cũng có khoảng tầm vào gần 10k thuốc súng gì đấy. Cái nhà AD này mới spam này. Đó. Thì cái nhà AD này ấy, anh em vô, anh em đừng có nhìn vô cái máy bán hàng này. Đó, rồi cái TC nó sẽ ở đâu này anh em, cái TC nó sẽ ở đây nhá. Đây này anh em, ngay vị trí này. Anh em cứ chém vô đây một phát này là cái TC nó trong đấy. Thì con đồ, ui có xe máy luôn anh em ơi, hình như có người hay sao anh em ạ. Thì còn đống đồ đó ở đâu anh em, đống đồ thì ở trong cái nhà lớn này với ở ngoài này này anh em. Đây mình sẽ ra ngoài này trước cho anh em coi. Thì anh em đừng có nhìn vô cái bán hàng này nhá, với lại đừng có động vô nó. Đây thì đồ đây này anh em, hai bên, bên đối diện cũng có đó nha anh em. Thì bên đằng này nó sẽ không có cái gì nhá. Cái nhà này, trong cái nhà này nó không có cái gì này anh em ơi. Đó, cho anh em nào không biết thì cái nhà này nó không có cái gì hết. Hai bên nhà hông thì không có gì hết. Chỉ có ở nhà giữa với lại hai bên đầu ngoài anh em. Cái nhà hông này thì nó trúng mắc này. Đó. Nó không có gì cả. Còn anh em không cần phải quan tâm đến cái chỗ hông này đâu. Ui, có tiếng chân anh em ơi. Thì bên đây này anh em. Đấy, hai bên hông ngoài này. Hai bên hông trên ngoài cùng đó, ngay gần cửa này. Bên đối diện luôn này. Bên đây với lại bên đối diện kia anh em thì nó có đồ nhá. Rồi ở giữa bên này này
Đó, thì ở trong anh em chém thẳng vào luôn. Xong rồi mấy hai bên này thì anh em không cần để ý này. Hai chỗ này không có gì. Đây, ở trong này anh em. Anh em cứ chém thẳng vào giữa này là sẽ có đồ nhá. Thì đây là mẫu nhà đầu tiên này. Đây, đây là mẫu nhà thứ hai ở bên đảo nhá anh em. Đây là mẫu nhà thứ hai ở bên đảo. Thì nhà này nó cũng có khoảng tầm 10 ca thuốc súng, nhưng mà nó sẽ hơi lâu hơn cái nhà kia nhá. Nhà kia thì anh em chỉ chờ khoảng tầm 2 tiếng là anh em ăn được. Còn nhà này anh em chờ là khá lâu đấy. Thì trong đây này anh em, đó, khi mà chúng ta sập lên nó sẽ sập cái cửa sắt đấy trước. Anh em vô anh em lấy được khá là nhiều đồ, nó rơi cũng rơi vào tầm 10 ca thuốc súng, cũng y như nhà bên kia đấy. Nó cũng ngang ngang nhau hết. Đây. Mình đợi một hồi anh em, đợi một hồi. Bây giờ thì nhà AD nó cũng mới sập anh em. Thì nó mới sập sắt đấy. Thì một tiếng sau nó sẽ sập tủ TC nhá. Nhưng bây giờ mình sẽ vô nhặt đồ trước. Đồ thì nó mới sập anh em ạ. Mình sẽ cho anh em coi bên trong cái nhà AD này có những cái đồ gì. Thì trong cái nhà AD này nó khá nhiều đồ anh em. Đó. Đây, máu, nước, thức ăn này. Qua trời luôn. Rồi giáp này anh em, có giáp thép luôn này, giáp sắt này, giáp thép này, đẹp chân sắt này, đẹp chân thép này. Đó, có đồ sắt, đồ thép luôn nha anh em, chứ không phải là chỉ có mỗi ấy đâu. Lưu huỳnh này. Rồi, mình đang tấm sắt nó so này, sắt này, giáp sắt này, giày sắt này. Uầy, có nguyên cái sắt luôn ạ. Sao không cho giày thép ta? Cho cái giày thép rất là ngon đấy. Đạn này, lưu huỳnh này. Đó. Thì nhà D này ấy, nó còn ở trên nóc này anh em ạ. Thì cho những anh em nào không biết thì tí nữa mình sẽ lên trên nóc mình ấy luôn. Mình lấy cho anh em. Ui, có nguyên bộ sắt, bộ thép luôn. Còn thiếu một cái giày, cái áo nữa. Đó, mình sẽ nhặt những cái đồ cần thiết thôi. Tại vì kim chỉ nhà mình nhiều rồi. Có X4 này anh em. Đó, bom này. Vứt bớt đồ ăn đi anh em ạ. Đầy ba lô rồi. Nhiều đồ của anh em mang về cất à. Rồi, mình mới nhặt xong đống ở dưới tầng 1 anh em. Bây giờ mình sẽ bắt thang lên tầng trên cao nhất để mình cho anh em coi. Thì ở trên tầng cao nhất nó cũng có đồ nha anh em. Đây, mình có bắt thang, anh em cứ bắt thang 3 bậc ở dưới trước này. Xong em bắt lên bậc trên kìa. Đó, rồi chúng ta đứng từ trên này chúng ta bắt lên trên tiếp. Đây, mình sẽ làm được một cái cầu thang rất là dài đây. Wow, một công trình vĩ mô đây anh em ạ. Đó, chúng ta sẽ trèo lên đây anh em. Nó khá là khó bắc nha anh em. Rồi, anh em trèo lên đây. Đó, sau đó chúng ta xuống dưới này anh em. Đứng trên này, anh em nhảy qua. Đó. Xong anh em lại bắc thang trèo đây tiếp. Ở đây nó có 3 bậc anh em bắc được nha. Cứ ba tầng 1 là anh em bắc được nhé. Rồi, chúng ta bắc vào đây, xong chúng ta chui vào đây anh em. Anh em nào mà anh em có thể kiếm thêm một vài người bạn anh em gọi vô, anh em có thể giúp phụ ăn nhà AD này. Đó, rồi ok chưa? Trong này khá nhiều đồ này. Có súng trường các kiểu luôn, có bom luôn này. Đôi khi có C4, có rocket luôn đấy. Đó. Thì đây là cái thành quả mà mình nhặt được nha anh em. Đây là thành quả mà mình nhặt được nhà AD. Có rocket, có bom, có đầy đủ hết. Có giáp thép luôn. Có mũ thép, có quần thép, có mũ thép. Có nguyên một bộ sắt, thuốc súng, rồi bom bủng rất là nhiều. Đấy. Đây là những gì thành quả mà nhà AD ấy. Mình đạt được, mình ăn được rất là nhiều nhà AD. Đó, thì cái nhà đảo của mình thì nó mới sập anh em ạ. Bị thằng kia nó chém. Rồi cũng nhiều anh em thắc mắc là mình sẽ kiểu như là mình sẽ ra đồ kiểu gì ấy. Thì mình sẽ ôm tất cả đồ nhá. Ví dụ như mấy cái món mà bánh răng tấm sắt ấy, mình sẽ ôm về đây và mình dã này anh em. Đó, mình sẽ ôm hết tất cả về đây để mình dã. Sau khi mình dã xong mình sẽ làm gì? Linh kiện đấy mà nhiều quá anh em có thể học đồ này. Chúng ta có thể học đồ. Hoặc là nhiều nữa quá ấy, thì chúng ta sẽ làm gì? Khi mà chúng ta nhiều quá. Đây, mình sẽ ra đây cho anh em coi. Thì mỗi ngày ấy, ở đây nó sẽ reset ra đây là cái máy bán hàng em. Cái máy bán hàng này nó mỗi ngày nó sẽ reset nhá. Thì cứ 6 tiếng nó reset một lần. Ví dụ như là thường thường thì nó là 6 giờ trưa này. Đấy, anh em mua Tourette này. Anh em mua Tourette như này ấy thì nó sẽ không tốn. Anh em có thể tích từ đầu server đến cuối server, anh em sẽ được khá nhiều Tourette. Đây do mình không on được server nhiều nên là mình sẽ không mua được nhiều Tourette anh em ạ.
Đó, những anh em nào mà on chăm trong server ấy, chúng ta có thể ngày nào cũng ra. Cứ 6 giờ đúng anh em tự giải ôm linh kiện. Linh kiện thì nó không mất anh em ạ. Anh em ôm sang đây, anh em mua turret. Đây, mình vừa mới dã xong mở đồ. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cái máy bán đồ, máy bán hàng này thì nó là máy bán hàng giáp nha anh em. Rồi, cái máy này thì nó bán thẻ này, bán thẻ với này, bán xăng này. Còn heli với xe thì không cần nói này. Còn đây là cái máy chuyển đồ về bay cá nhân nha anh em. Anh em nào mà có mấy cái ống nghiệm hay gì đấy, mấy cái đồ linh tinh anh em có thể chuyển về bay cá nhân này. Rồi, còn cái máy bên đây thì nó là cái máy bán máu với thức ăn này. Đó. Rồi, còn cái máy cuối cùng đây thì là cái máy bán turret với lò này. À đây, bên đây còn có máy bán hàng, bán súng đấy anh em. Nhiều anh em nào coi video của mình hoặc livestream biết đấy, máy này cũng khá là công dụng, có bom công thức nữa kìa. Rồi, còn cái máy cuối cùng này, cái máy quan trọng nhất này. Cái máy này thì chúng ta hay sử dụng này. Thì chúng ta sẽ có thể là mua turret đạn 5 với turret đạn 7. Đó, anh em nhớ nhá, tầm 6 giờ này, 12 giờ trưa này, 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, cứ 6 tiếng một lần. Rồi 6 giờ tối. Ở bên đây thì có máy nọc dầu nữa anh em. Đấy, thì ở trong khu này nó là khu vực an toàn nha anh em. Nó sẽ an toàn đến khi mà 71 giờ bắt đầu ấy thì nó sẽ an toàn nhá. À quên, trước 71 giờ nó an toàn nhá. Còn 71 giờ thì nó như một khu thường thôi. Chúng ta vào đây chúng ta vẫn bị bắn chết. Đó, anh em nào mà có đi dã đồ dã điếc thì anh em cứ dồn đồ về đây để anh em đi dã này. Mình hay dồn đồ về đây, mình ngồi dã cho an toàn, mình không bị giết, với lại mình không ấy, mình có thể lấy đồ nhanh ấy. Đó. Cái ngày mà mình chờ đợi cũng đã tới rồi anh em. Thì hiện nay server chỉ còn có 78 giờ thôi. Thì sắp đến giờ ra anh em. Thì bọn mình vẫn sử dụng chiến thuật đấy. Mình có gọi thêm mấy anh em vô nữa, mấy anh em trong clan vào nữa thì sẽ phụ mình xây nhà. Thì cái nhà đây, đây cũng là nhà solo thôi, chứ không cần phải là nhiều anh em đâu. Thì cho những anh em nào chưa biết, thì cái nhà chúng ta xây ấy, anh em mà đi chơi solo trong server hay là đi tem 4 hoặc gì ấy, anh em xây nhà nhỏ thôi, không cần phải to. Anh em xây vừa thôi, vừa thủ, đủ thủ là được. Đây, chúng ta như mình thì mình hay xây ở bên oi ấy. Anh em cứ chọn mấy cái vùng đất mà nó đẹp đẹp một tí, chứ anh em đừng có xây mấy vùng đất nó kiểu nó gồ ghề rồi anh em làm nhà hầm, nhà hiếc gì đấy. Mấy nhà đấy không xài được. Mấy nhà đấy mình nói thật với anh em là không xài được, rất là kiểu phế ấy. Kiểu mà nhà hầm, nhà hiếc là rất là phế. Anh em cứ xây mấy cái nhà càng cao lên càng tốt, nhỏ mỏng cũng được. Thì nếu mà anh em chơi ít người hoặc là chơi solo như mình ấy, mình chơi hay chơi solo thì mình sẽ xây cái nhà tầm 4 ô thôi anh em. Đây, mình sẽ xây nhà tầm 4 ô thôi, 4 ô vuông anh em ạ. Nửa chỗ nào cho nó bằng bằng tí đây anh em. Đó, 4 ô vuông anh em ạ. Thì hiện tại ở bản cập nhật mới thì nó sẽ không tính theo người xây nữa. Bây giờ nó chỉ tính theo tủ thôi anh em ạ. Nó tính theo tủ lãnh địa ấy. Đó, chúng ta cứ xây 4 ô trước. Rồi, mình sẽ xây cái nhà chính cho anh em coi luôn. Mình sẽ chế tủ đây. Cái nhà 4 ô thôi, anh em đừng có xây to quá. Không cần phải xây to đâu. Anh em mà chơi solo không cần phải xây to đâu. Ví như như là anh em nào mà chơi mà tích được nhiều turret ấy, thì anh em có thể đặt thêm turret ở ngoài, ở trong. Anh em có thể bung lò, bung liếc gì. Anh em có thể coi mấy clip của mình có hướng dẫn anh em bung lò đấy. Đây thì mình, do mình không có chơi được nhiều trong server nên là nhà mình cũng không có nhiều turret, nên anh em thông cảm. Đó. Với lại hôm nay mới có bản cập nhật mới nên là server nó lag quá. Nó lag quá mà mình không làm gì được hết anh em ạ. Anh em thông cảm cho mình với. Tại vì tính ra mình cũng tính xây nhà một mình thôi. Mình tính ra một cái video clip xây nhà một mình, nhưng mà tại vì chơi đến bản cập nhật mới thì tự nhiên cái nó cứ delay ấy, xây nhà rồi chạy gì nó cũng bị delay, đập cây nó cũng delay, rồi ra vào server nó cũng delay nữa. Đây, anh em xây lên, anh em tính toán lên cho mình nhá. Anh em xây lên tầm khoảng tầm 5 tầng này, anh em chơi solo ấy, anh em xây một cái nhà solo khoảng tầm 5 tầng hay là ok rồi, không cần phải to quá. Anh em có thể thu bớt nhà chim về. Đến thời điểm như bây giờ là anh em có thể thu bớt nhà chim về, anh em có thể gỡ nhà chim, hoặc là anh em dọn hết nhà chim về một cái nhà gần đây anh em xây đã. Đó, anh em dọn vào tầm vào ban ngày ấy, anh em gỡ bớt đi, anh em dọn đồ về đã, rồi anh em xây một cái nhà lên xong anh em dọn đồ bớt về. Đó. Đây, anh em cứ tính ra, ví dụ như anh em nào mà chơi solo thì anh em một tầng này, hai tầng này, ba tầng này. Ba tầng anh em xây lên tầm tầng 4, tầng 5. 5 tầng là vừa anh em ạ. Solo 5 tầng là vừa nhá. Cứ xây 5 tầng lên cho mình, không bị giới hạn kiến trúc đâu anh em ạ. Tầng này tầng 4 này. Tại vì bây giờ nó tính theo tủ lãnh địa chứ nó không tính theo là chứ nó không có tính theo số lượng ấy đó anh em, nó không tính theo kiểu như là ngày trước thì nó tính theo là anh em xây bao nhiêu ấy thì nó sẽ tính bấy nhiêu. Còn bây giờ nó tính theo số lượng tủ lãnh địa. Là anh em cứ xây tẹt.
Bây giờ mình thấy xây nó khá là easy mà nhiều ông kiểu xây bây giờ đến khi mà full kiến trúc. Hỏi anh ơi bây giờ xây full kiến trúc bây giờ làm sao? Mình cũng có chỉ trong mấy video rồi mà anh em không chịu coi, khổ quá. Đây, mình sẽ cố gắng mình xây lên cái nhà cho anh em coi. Đó, rồi, anh em xây 4 tầng như vậy đi, 4 tầng như vậy, một tầng mái trên nữa là 5 tầng đấy. 1 2 3 4. Đấy, chơi solo tầm 4 tầng là ok, anh em chơi 4 tầng là quá pro rồi, quá ok này. Đó, anh em chơi thiết kế nó một đường lên thôi nha, anh em đừng có đi lòng vòng quá. Anh em thiết kế một đường lên thôi, một đường duy nhất, cứ nhảy lên một đường thôi, đây này. Đó, anh em cứ để một đường nhảy lên như mình này. Đó, chỉ có một đường nhảy lên thôi, rồi anh em xây cửa vô. Đó, một đường nhảy lên như vậy thôi, không cần phải quá cầu kỳ đâu. Cứ đúng một đường nhảy lên nha anh em. Đó. Cứ một đường hông nên là đường phòng, còn một đường nhảy lên thôi. Đấy. Nó càng gọn, nó càng tiện, nó càng tốt. Đấy. Ok chưa mày không? Rồi. Ôi nó lag quá anh em ạ. Rồi xong tôi sẽ trần vào đã. Đó. Tí nữa thì chúng ta có thể xây cái mái chéo ra anh em ạ, cái lớp mái nhà ra thì chúng ta có thể ấy. Đây một vài người bạn của mình này. Mình sẽ kêu mấy người bạn của mình sang lân nhà anh em ạ. Mình chắc mình cần đủ lân nhà quá. Mình mới chạy về kia mình lấy thêm ít đá với ít sắt anh em. Đây. Mình sẽ cố gắng mình lân cái nhà lên luôn anh em ạ. Lát quá anh em mở cái cửa không được luôn. Này chắc mình chỉ nhờ mấy người bạn mình xây thôi anh em. Thì cái này nó cũng không có tính kiến trúc nhé. Vì mình cũng tính ấy lắm mà nó lát quá. Không chơi được anh em ạ. Trời ơi nó lát quá kìa. Đây mình sẽ lân lên anh em. Rồi lân lên sắt luôn, lân lên thép luôn anh em ạ. Cái nói trong anh em cứ lân lên thép luôn cũng được. Mà mình bị... Đấy ơi, chờ tí sẽ nâng lên thép anh em. Lát quá. Vậy mình sẽ chỉ cho mấy anh em trong clan mình xây nha anh em. Cho mấy anh em trong clan mình đi xây cho nó biết. Cho mấy anh em biết. Biết cái cách xây. Con bot này. Rồi, đây mình sẽ xoay ngược cái tường ra nhá. Anh em nào xây mà nhà mà lên sắt thì anh em cứ xoay ngược cái tường này ra. Kẻ địch cho nó không check được vào nhà nhá. Đây là cách xây của mấy người mà kiểu biết chơi này. Anh em cứ xoay hết cái tường này ra cho nó địch nó không soi được vào nhà. Nếu mà anh em để tường ngoài cái là địch nó soi được vào nhà nhá. Lưng lên thép thì nó cũng giống nhau, nhưng mà để sắt thì anh em cứ xoay ngược lại là tốt nhất. Như vậy này, đấy, địch nó có kiểu như kiểu nó có nhìn nó cũng không thấy được cái gì cả, nó không check được nhà mình dương đồ các kiểu ở đâu ấy. Đấy, anh em xây như vậy thôi, anh em nâng lên thép luôn. Mình sẽ gọi mấy anh em kia cầm thép qua nâng lên thép luôn. Đây thì ở đây anh em lấy 4 này xong anh em bắt đầu là xây tường móng đôi ra nhá. Anh em tiếp tục xây móng đôi ra. Ui nó lag quá anh em ạ. Đó, anh em cứ lấy tiếp tục lấy móng đôi ra. Anh em qua nào coi clip của mình thì biết là xây nhà tường đôi đấy. Thì anh em xây theo y như vậy, lấy móng đôi ra. Ui nó lag. Đó, mình sẽ lấy móng đôi tất cả các bên luôn nha anh em. Thì chắc đoạn này mình sẽ tua nhanh lên một tí cho mấy anh em ấy. Đây thì mình sẽ kêu mấy anh em clan mình lân lên thép luôn. Đây, mình sẽ lấy móng đôi vô. Đó. Móng đôi này anh em. Đấy, vậy là có hai bức tường rồi. Ok chưa anh em? Khá là chắc. Anh em xây nhà nó cũng gọi là chúng ta như mình, bọn mình không đi farm trong server này ấy. Mình không đi farm được nên là... Ui nó lag kìa. Mình không đi farm được, mình lấy móng đôi tiếp bên này này. Ui nó lag. Lấy tiếp bên này luôn. Không, người anh em mình như nâng thép rồi đấy anh em. Mới nâng cái nhà lên full thép kìa. Đó, anh em nâng lên full thép luôn. Mới xây lấy móng vậy, anh em nâng lên full thép luôn cho mình. Đoạn này chắc mình sẽ đẩy nhanh lên cho anh em coi cho nó dễ.
Thì đây anh em, cuối cùng cũng xong. Đây mãi cũng xong anh em ạ. Mãi rồi cũng xong à, thì cái nhà đây. Khi mà anh em hoàn thành, anh em có thể như thế này. Nếu như mà anh em có vun kiến trúc ấy, thì mình cũng đã coi, anh em có thể coi lại một cái video của mình ấy. Nếu anh em nào không biết thì chúng ta có thể phá cái bớt cái bờ rào này. Khi anh em xây phun kiến trúc, anh em có thể phá bớt 4 cái bờ rào này, anh em lấy thêm thành 4 cái tủ lãnh địa nữa cũng được nhá. Đó, như mình thì mình không cần, nên là mình nhà mình như thế này là đủ. Anh em xây 1 người hay là 2 người hay là 4 người gì nó cũng đều tính theo tủ thôi, chứ nó không tính theo kiến trúc của người chơi nữa. Ngày trước thì nó tính theo kiến trúc người chơi ấy. Đây là một cái nhà mà anh em có thể xây, anh em có thể thủ nhà khá là ok. Anh em có thể đặt turret ở trong ở ngoài này. Đó, anh em có thể đặt turret ở trên, ở trong này, ở ngoài. Cuối cùng thì cái thời gian 71 giờ nó đã tới. Thì hiện nay nhà chim của mình bị dai gần hết rồi anh em. Mấy cái nhà chim giờ không tồn tại nữa rồi. 71 giờ là nhà chim bỏ nha anh em. Thì mình cũng đã chuyển hết đồ về nhà chính. Đó, thì mình có gọi thêm mấy anh em vào phụ mình đi dai. Đó, thì ở đây mình có cầm thêm mấy quả bom xăng. Mình đang tính xăng dai cái nhà của cái thằng hôm bữa ăn nhà đêm mà nó bắn mình anh em. Anh còn nhớ nó không? Đó, bắn nhà mình ở trong cái góc bên shop đấy, shop trên của Oi đấy. Thì mình hôm nay mình sẽ sang thăm lại nó và mình sẽ hốt xác nó. Mình sẽ qua đây mình coi xem là có on không đấy anh em. Nếu mà nó on thì mình sẽ gọi anh em vô phụ, còn nếu mà không on thì mình sẽ dai luôn, một mình dai luôn. Thì cái server khi mà 71 giờ anh em sẽ bỏ hết nhà chim, không xây được nhà chim anh em ạ, không chơi được. Thì mình sẽ chế thêm ít đống củi mình ra, mình check cái TC nhà nó. À, mình có cầm bom theo bom xăng này anh em, nên là có chết cũng không có thương tiếc gì. Mình có thể về mình chế thêm nhà, mình có thuốc nổ với thuốc súng ấy, và mình chưa có chế. Đây, mình chỉ cầm bom xăng đi theo đây, mình cầm bom xăng đi theo, mình đi dò dò xem là nó có on không. Nếu mà nó on thì mình chơi nó on, còn nếu mà nó off thì mình dai nát nhà nó luôn. Đây, thằng Nathan 7 anh em ạ. Cái thằng hôm bữa bắn mình ở trong nhà này, bắn mình. Ủa, hôm nay nó xây cổ thành to thế nhỉ. Mình xây cái tháp mình coi xem nó ấy hôm nay anh em. Ây da. La 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 la. Ủa, có cả tủ lãnh địa luôn ạ. Hai cái túi. Ui, chết. Anh em, ui. Chết rồi. Ấy thế nhở, lag quá anh em ơi. Ui, súng này. Mày này con. Lag quá anh em ạ. À. Không lag, cay thật ý. Bị lag. Uầy, nhiều đồ thế nhở. Cảm ơn bạn nhá. Máy mà vẫn bắn chết nó anh em ạ. À. Mẹ lag quá. Cái bản cập nhật mới nó lag, kinh khủng lag luôn anh em ạ. À. Không thể nào mà chơi được. Bom này, nhặt bom này anh em. Túi đầy. Rồi. Mình sẽ gọi mấy anh em từ xây móng lên đó anh em. Trời ơi, nó lag kìa. Xây móng lên cover đó. À, đúng cái ngày mình đi dai làm video hay thì lại lag anh em ạ. À. Bực thật đấy. Để vứt bớt đống củi đây anh em. Đống củi nó cứ ra chỗ này. Lại tính chế đống củi để mình check TC nhà nó, nhưng mà chắc không chết rồi anh em ạ. Tại vì nó lag quá. Với lại nó đang on nữa, không chết được. Rồi có dai đấm vào mồm luôn thôi. Rồi ok, mình sẽ chờ mấy anh em clan mình qua nhé. Ngồi đợi mòn mỏi thì mấy ông trong clan mình cũng qua đến nơi rồi anh em ạ. Rồi ok, mình sẽ tới gần hơn anh em. Xây móng lên và áp gần lại nhà nó anh em. Rồi ok. Trời ơi, bạn để mình tới gần là xong rồi. Ten. 1, 2, 3. Cái cửa đá thì 3 quả bom xăng nha anh em. Trời ơi, ok. Hay à? Khó nhỉ? Anh em ơi. Đấy, mình đặt nó bị chồng lên nhau anh em. Hai quả bom nó chồng lên nhau, nó chỉ nổ có 2 quả. Trời ơi, nó lag kìa. Mấy ông chơi, mình thấy mấy ông này tốc biến luôn kìa. Rồi. Ây da.
đi ra. Đây, mình sẽ đặt đây anh em. Tại vì nếu anh em đục vào đây ấy, thì mình sẽ có tường gỗ này. Mình nghĩ là nó sẽ vào nhanh hơn. Ui, nó bê tu rét anh em ơi. Uầy, nó bê tu rét luôn kìa. Trời ơi, thằng em của mình trời ơi, mù mắt gaming anh em ạ. À, nó bắn mái thì không bắn, nó đi bắn cây tu rét. Trời ạ. Trời ơi. Ok. Phá cái mái là được mà. Mẹ cái thằng này nó ngáo thật. Sao bạn lại ra đây? M24 này. Đây thì mình hôm nay mình không cầm bom, thằng em mình nó cầm bom nhé, để cho nó dai anh em ạ. Để xem là chúng nó dai, đi cover cho bọn nó. Trời ơi, nhìn tốc biến kìa. Nó hồi sinh rồi anh em. Thằng này nó hồi sinh, có chừng nó đứng trên nó bắn. Thì anh em đừng xây cái nhà kiểu như vậy nhá anh em. Anh em xây cái nhà mà kiểu như vậy nó rất là bí này. Anh em để ý không, nó rất là bí luôn đấy. Đây đây, để anh. Đi ra. Gỗ với đá thì anh em cứ dùng bom xăng nhé. Còn sắt thì anh em dùng bom công thức TNT. Tường thép thì anh em sử dụng C4 hoặc rocket nhé. Đó, cứ thế mà giá anh em ạ. Uầy, nhà hai lớp rồi. Có cả tường thép luôn kìa anh em. Ui, cẳng thế nhỉ. Này biết chơi anh em, nó còn xây nhà hai lớp luôn này. Rồi, người anh em của mình đang đặt TNT đây. Kia đắc chắc chắc đang trong nhà trong kiểu hoang mang. Còn một tí nữa. Anh em đi dai cẩn thận tí nhá, cover người dai. Ui, còn một xíu nữa anh em ạ. Nó đâu nhỉ? À đúng, nó đây này anh em ơi. Làm gì đấy bạn này? Bạn Beturet à? Bạn ấy đang tính B2Red hay sao anh ạ? Ui, tường thép anh em ạ. C4 này à, một cái tường thép thì nó rơi vào tầm 10 quả C4 nha anh em. Còn tường sắt thì 12 quả đấy à, tường sắt thì anh em đánh hết 12 quả TNT. Sẽ lên trên này đi. Nó mà ra một cái bắn luôn. Ây à, nó này Turet kìa anh em. Đau. Ui, tường thép kìa. Thằng em mình hình như hết C4 thì sao rồi. Nói chuyện sang chiến thuật. Ôi, đánh bom xăng à? Phải là còn tí máu á. Ô anh em ơi, anh em ra anh em cứ từ từ nhá. Đừng có vô vội này. Phá bét này. Vô nhiều khi có Turet ấy. Ui nó va nó ra. Ừ. Mày này con láo này. Ui nó hồi sinh đây này anh em. Cái thằng này. Dám hồi sinh trước mặt tao à. Phá bét luôn anh em. Núp cái gì nữa mà núp. Ok, mình sẽ chui vào trong này coi anh em. Mình nghĩ là trong này không có Turet đâu. Ui cửa đôi luôn anh em. Ui mày thằng này biết chơi nhỉ. Ui con bồ mà ông ấy xây cửa đôi từ đôi đấy anh em. Cẩn thận chưa. Ui quá kỹ càng luôn đấy. Nhưng mà mỗi tội anh em chơi, anh em đừng có để đồ tầng 1 như này nhá. Anh em thấy mình chơi không, mình sẽ để đồ ở tầng cao nhất hoặc là tầng mấy cái tầng 4 tầng 5 gì đấy chứ đừng. Ui dừng đồ này. Ui giàu rồi anh em ơi. Bom à. Ui bom này, dừng bom này. Ui, TNT, C4, ui, thuốc nổ kìa, wow, nhiều lắm anh em ơi, vứt, ui, Turet nó bắn anh em ơi, đi ra, mê, Turet bắn, vào nhà nó là nhiều khi Turet nó bắn anh em ạ. Anh em ra cẩn thận nhá.
Bế tui rét rồi à? Cảm ơn nhá. Là bế tui rét ở đây, mình đặt 3 quả C4 này sập nha anh em. Đặt 4 quả luôn, vừa ra cái cửa luôn. À, chưa nghe chưa. Cũng biết đường bế tui rét đấy anh em, nhưng mà mỗi tội bế hơi ngu. Với nhà xây chật quá, nhà này nó xây bí quá, nên là ngáo. Nếu vào mình xây nhà này mình sẽ kiểu xây liền lại anh em ạ. Nhà này xây nó cũng hay đấy, cũng là biết tường đôi đấy. Mẫu tội xây hơi ngáo. Nhà nó kiến trúc gì kỳ dị vậy ta. Ê. Uầy, xây 4 góc này. Cái mẹo gì đây? Đây thì chưa biết anh em ạ, chưa biết nhà nó kiểu gì đây, kiến trúc này kiểu gì đây. Nhà tường đôi 17, bơm máu đây anh em. Mấy ông mà mới chơi ấy anh em, mấy ông mới chơi hay có một cái suy nghĩ gọi là chúng ta, mình nghĩ là cái nhà này, thang đường lên thang tầng 2 này. Mình nghĩ cái đường, cái nhà này thì chắc là cái TC chắc nó ở đây rồi anh em ạ. Đây rồi. Nhà tường đôi ở giữa, tất cả đồ đều dồn ở giữa, xung quanh cái TC thôi anh em ạ. TC này chắc chắn là tầng 1. Sau cái lớp tường này hay sao đấy anh em ạ? Sau cái lớp tường này là cái TC đấy. Đúng không ta? Có lại phát nữa. Phá cửa đi anh em, phá cái toilet thì bắn khó chịu quá. Phá cửa để đi thông qua bên kia, ngó lại phát nữa xem. Trời ơi, tường cửa đôi luôn ạ. Được chơi thế nhỉ? Cái nhà này đúng rồi anh em ạ. Nếu mình đoán không nhầm thì cái nhà này nó sẽ là vòng cung như vậy nè. À, nó vòng cung như vậy thì chắc là cái TC nó ở giữa rồi. Thằng nào nó phá nhà chim ấy anh em ạ. Phá hết giường nhà nó đi. Thằng này coi như nát nhà rồi anh em ạ. Nhà để kiểu này thôi, để đồ tầng 1 này dễ lát lắm nha anh em. Đấy anh em rút kinh nghiệm nhá. Chơi chúng ta cứ vứt đồ từ tầng 3, tầng 4, tầng 5 này. Ví dụ như vậy, tầng 3, tầng 4 ấy là an toàn nhất. Ít nhất phải từ tầng 3 đi. Ui đúng rồi anh em ạ, cái TC đây này. Trời ơi. Đây để mình sẽ đánh vào đây luôn, phá cửa luôn. Hết C4 anh em ạ. Đánh tường thép, đánh C4 nó mới lời, chứ đánh TLT lỗ lắm. Thôi vậy, mình sẽ để cho người anh em của mình bắn. Thôi, thằng này nó bảo nó có C4 á. Đây, 8 quả C4 nữa. Ok, lấy C4 anh em. Chưa sập anh em ạ. Chậu té nhỉ. Rồi, có chỗ bắn đây. Chắc để thằng em mình nó bắn anh em ạ. Anh em mình nó có bazooka nhưng mình không cầm, để cho nó bắn. Ui giời. Cái này gọi là dây online đúng không anh em? Online nhưng mà mình đi hơi đông, nếu mà mình đi solo thì hay, thằng này đi solo thì hay này. Solo cũng hơi mệt với nó đấy. Thì anh em đi ra, anh em kiếm khoảng tầm 3-4 bạn chơi cùng ấy, đi ra cho nó vui. Rồi phá hết dương thì cho nó không lấy đồ được nữa anh em ạ. Tí mình ra xong mình lấy đồ luôn cho nó gọn. Đồ thép nhiều thế nhỉ. Toàn mũ thép với quần thép mình có rồi. Trời ơi hóng kìa. Đấy anh em đừng hóng như là ông này nhá. Ông này ông hóng chạy qua chỗ bazooka đang bắn ông hóng ạ. Trời ơi ngáo đét. Đấy anh em đi ra rút kinh nghiệm nhá. Cái nhà này đi ra thì anh em cứ rút kinh nghiệm một tí, anh em đừng có lao lao lên kiểu thế. Ơi bom xăng này. Thôi. Ui đúng TC dưới này rồi anh em ơi. Mày thằng này làm kỹ thế nhở. Ok mình sẽ đặt TNT cho nó.
Tại vì hết C4 rồi anh em ạ, hết C4. À đây, thằng này nó còn ít dốc à. Đặt cho nhanh chứ giờ lâu quá. Đục nhầm hướng, đục bên kia thì ngon hơn anh em ạ. À, thằng này bị một cái lỗi là nó là xây đồ, tất cả đồ ready ở tầng 1, lò để tầng 2, như này thì dễ bị dai lắm anh em thấy không? Anh em nhớ rút kinh nghiệm nhé. Chơi chúng ta chơi gọn gọn thôi, xây nhà thủ gọn gọn thôi. Đấy, TC này anh em, chuẩn không? Đúng y chắc luôn. À, từ từ đấy anh em. À, bây giờ à, gỡ TC. Chế có rồi, ok, đặt TC mới luôn. Không có quyền tạo ạ. À đây, rồi ok. Mình sẽ cấp quyền cho mấy anh em trong clan mình nhé. Rồi ok. Nhặt đồ vào đã anh em ạ. Nhặt đồ vào đã rồi dọn đồ về. Đây sẽ là cái nhà đầu tiên mà bọn mình đi dài. Sao lại không xây được ta? Kỳ ấy. Không xây được anh em ạ. Hình như nó vẫn còn một cái TC nữa hay sao ấy. Hình như vẫn còn một cái TC ở ngoài rào anh em ạ. Ui nó chạy rồi. Nó ôm xe nó chạy này. Nó phá rào, nó ôm xe nó chạy này anh em. Nó ôm cái gì chạy ra? Thằng điên này. Chạy mất rồi. Nó bỏ nhà nó chạy anh em ạ. Không hiểu chạy cái gì luôn. Thì đây nha anh em. Hình như nó vẫn còn dính một cái TC rào ấy. Nên là mình không xây được. Nên mình sẽ đi kiếm TC rào cho anh em coi này. Cách để chúng ta. Rồi đúng dính TC rào rồi. Không bịt được anh em ạ. Không bịt được. Cái nhà này đúng. Rồi ok, trong này được này. Mà ngoài này không được này. Còn cái TC rào nữa. Cái TC rào này nó sẽ ở đâu ta? Đây nha, cho những anh em mà không biết thì nhiều khi anh em đi check, đi coi ấy, không biết TC ở đâu. Thì đây mình sẽ cho anh em coi này, cách để chúng ta kiếm TC này. Đây, anh em cứ nhìn cái đoạn nào nó khác biệt đi đã. Đây, mình thấy cái đoạn này nó hơi khác biệt này. Chắc là TC nó nằm ở đoạn này. Đây, chắc sau bên này quá. Hình như là sau cánh cửa này này anh em, đoạn này này. Đó, anh em cứ nhìn cái đoạn nào nó khác biệt đấy. Thì cái TC thường thường nó nằm ở đấy. Từ để mình coi, mình xem phá thử coi. Phá thử ở đây xem là nếu ấy mình sẽ check đống củi ra, mình check luôn anh em ạ. Chế đống củi ra mình check xem là có. Vậy là sau cái lớp tường này phóng ta. Từ mình sẽ đặt đống củi ra mình check lại coi. À đây có cái tủ lãnh địa gần đây này anh em, mình không xây được đống củi này. Nó phải ở đây này. Đây này, chắc sau cái lớp cửa này này anh em. Đây chắc sau này quá. Phá rồi coi. Nắp chân đây. Bom xăng ở bên con bồ đặt nó cứ bị kiểu không xiên nhau ấy nhỉ. Nó cứ chồng bom lên nhau ấy anh em ạ. Đây đúng một cái TC đây anh em. Chưa, anh em thấy đoán chuẩn không? Đó, anh em cứ check, anh em coi rồi anh em check, nó dễ lắm. Nhiều khi nhà nó có 2-3 TC thì anh em check một tí là anh em thấy à. Ok chưa mày không? Ui, giàu rồi anh em ạ. Dài được cái nhà này giàu rồi. Ok đấy. Nhặt đồ vào nữa thôi anh em ạ. Bịt nhà lại, anh em dài xong anh em bịt nhà lại. Không nhớ may có thằng nào nó tới nó KS cái nhà mình ấy. Mình dài xong rồi bắt đầu nó tới nó KS thì phải đái luôn. Bịt nhà lại đây anh em. Rồi ok, bọn mình sẽ dọn đồ cái nhà này. Thì cái nhà này là cái thằng mà hôm bữa mà mình đi ăn cái nhà AD ấy thì nó ra nó kêu mình đấy, anh em nhớ không? Nó cầm khẩu Uzi nó bắn mình nhấc người lên đấy. Rồi hôm nay sẽ là một cuộc báo thù đến từ bội. Wow. Súng ống nhiều quá anh em. Trời, trước này chưa bịt này. Bịt lại hết anh em ạ. Đó, rồi anh em đi, anh em no, anh em nhặt đồ này. Ui, đá kìa. Đấy. Giờ lấy đồ nhà này về, anh em mình nâng cấp nhà của bọn mình lên. Chứ bọn mình không đi farm, lười farm lắm anh em ạ. Không có thời gian chơi trong server thì không farm được. Ui, nó lag. Trời ơi, nó lag. Ui, nó lag. Đây, bọn mình sẽ cất đồ vào đây.
Ui dốc két kìa anh em, trời ơi nhiều vậy, nhà thành nhiều đồ vậy, nhiều bom vậy, 200, 400, 500 thuốc súng, 500 thuốc nổ luôn anh em. Wow, đây cũng là bom của nhà nó luôn đấy, không phải bom của mình đâu. Đây, mình sẽ phụ mấy anh em nhặt đồ nha anh em, phụ mấy anh em này nhặt đồ. Ui AK-14 kìa, trời ơi phê ông bao phê luôn. Ui đạn kìa, mớ đồ này. Ui, có ông nào cảm giác giống tôi không, nhặt đồ kiểu hãm phê súng phun phụ kiện luôn ạ. Ui mẹ dân chơi thế nhở, dân chơi đầu tư phun phụ kiện luôn ạ, đéo đâu ra nhiều súng thế. Này đạn này, máu này, trời ơi đạn kìa anh em. Thằng nào ra nhà mình ý ta, cái dài mấy cái nhà chim của tôi mày không. Ui thuốc súng này trời ơi phê thuốc súng nhiều quá, đạn với thuốc súng kìa anh em. Oh my god, hết dương rồi, được tôi phải đi chế dương anh em, chế lâu quá anh em, chế lâu quá, chế nhiều ra xíu. Nó bị đầy dương rồi, vứt cái gì ra, vứt gì vào này, vứt tạm sắt ra đây ra anh em, nhận dương này. Rồi vứt tạm đồ vô đây cho đỡ mất anh em ạ, tại vì anh em dai xong ấy thì 10 phút sau là nó mất đồ nhá, nên là chúng ta phải tận dụng cơ hội nhặt đồ thật là nhanh, không là 10 phút sau nó mất thì lúc đấy có muốn nhặt cũng chả còn đâu. Đặt bét ra không nhớ may có thằng nào nó kêu. Ok, thêm dương mới được, lâu quá. Sắt này, dây thừng, kim chỉ thì cũng chả cần nhặt đâu tại vì nhà nhiều. Ui nó so kìa, trời ơi than kìa. Mình sẽ đi coi trong này coi, đá này, ui sắt này, mấy thằng kia nó đang dai cái nhà của mình, nhà chim ấy, khó chịu thật đấy. Nhìn cái hiện lên nó rảnh phải trưởng. Cái nhà chim mà đến tồn tại đến giờ này là căng lắm rồi anh em ạ, tại vì nó sẽ dai nhá. Kiểu gì chúng nó cũng sẽ dai. Phá kìa. Thằng Made in China đấy. Farmat Uzi này. Đạn này. Gỗ này, đá kìa. Ui gỗ đá kìa anh em ơi. Sắt kìa. Wow, phê quá, hãm phê anh em ơi, trời, hãm phê. Mình sẽ vớt bớt đồ vào. Anh em ạ, nhặt không hết. Trời ơi, tấm sắt này. Ui giời ơi, cả một mớ đồ. À, phê quá anh em ơi. Nhiều đồ quá. Bánh răng này. Wow. Chỉ đồ rồi. Này thì phải một dương bánh răng quá. Mai giã đồ bánh é. Hết. Dây. Cụ chỉ chả cần đâu mà dây cần anh em ạ. Dây cần để chế bom. Nhặt thêm cái dây. Nó so này. Lấy thêm nó so anh em ạ. Wow, nó
so nhiều ta? Anh em có thấy phê không? Cảm giác kiểu nhiều đồ vãi, me nhặt không hết luôn đấy. Cảm giác của tôi bây giờ là nhặt mỏi tay quá. Trời ơi.